Ủa, em mua gì vậy? Còn không phải mua quà về cho vợ anh sao? Quà đi công tác đó. Em đúng là thật là chu đáo. Chứ còn gì nữa. Nè con, Huy, mẹ con á thông minh ghê chưa? Dạ thông minh. Mẹ là số 1. Anh, bố sắp đi công tác nữa hả? Đi hoài à. Dạo này đi công tác nhiều quá vậy? Thì đó, đi hoài à. Bận rộn quá, tháng nào cũng công với tác, tác với công, mệt gần chết luôn. Thiệt á chứ, kiểu này á, anh nói thiệt với em nè, anh về hưu non luôn chứ chị không có nổi đâu, anh xin nghỉ á. Thôi, anh cố lên đi, có 2 năm nữa thôi là nghỉ rồi. Để con gái mình nó học xong, lúc đó anh có nghỉ cũng không ảnh hưởng tới ai. Anh nghĩ như vậy cho nên anh cố gắng nè. Khốn nổi vậy nè, mỗi lần mà đối tác tới á, là từng cái hợp đồng á, muốn ký á là phải nè, ăn uống nhậu nhẹt rồi bàn bạc rồi đủ thứ hết trơn á, vậy họ mới chịu ký. Khổ lắm. Thôi đi, thời buổi kinh tế khó khăn ai cũng vậy mà, vì con chút xíu đi nghe anh. Thì đó, anh cũng vì con anh mới chịu vậy thôi chứ sao giờ. Lại đây với mẹ đi con. Lại đây. Mẹ. Mẹ con. Đắp lên đây nè. Lên nữa. Hay quá bà ơi. Chuẩn bị đi con. Ôm ba, làm nước đi con. Làm nước đi. Ba ơi, đẹp con. Quá bà ơi. Hồ bơi cũng đẹp nữa ba. Thôi con vô ăn đi, nha. Ba ơi, con muốn xuống biển chơi nữa ba. Con muốn chơi biển hả? Dạ. Rồi con ăn hết đi. Rồi cái gì ba cũng chiều con hết á. Dạ. Ba là số 1. Giỏi quá. Rồi, ăn đi con. À, mẹ mới về. Ủa, mua gì vậy? Còn không phải mua quà về cho vợ anh sao? Quà đi công tác đó. Ăn đi con. Dạ. Em đúng là thật là chu đáo. Chứ còn gì nữa. Nè con, Huy, mẹ con á thông minh ghê chưa? Dạ thông minh. Mẹ là số 1. Con ngoan, ăn nè.